ngày 11 tháng 9 năm 2021 chứng kiến một huyền thoại quay trở lại thánh đường. Cristiano Ronaldo 36 tuổi bước ra từ đường hầm. Trước mắt anh là 70.000 khán giả Manchester United đang hô vang hùng tráng cái tên CR7. Sau 12 năm, Ronaldo lại khoác lên mình tấm áo số 7 huyền thoại để làm người của quỷ đỏ thêm một lần nữa. Và đối thủ trong lần trở lại này chính là Newcastle. Cuối hiệp 1, Ronaldo đệm bóng cận thành mở tỷ số trong sự bùng nổ của nhà hát. Rồi khi bị trích chuệ gỡ hòa, CR7 lại xuất hiện với cú nước rút như thời trai trẻ, dứt điểm kết liễu đối phương, tạo tiền đề cho chiến thắng chung cuộc 4-1 của Man United. Suốt trận đấu ngày hôm đó, Old Trafford xuất hiện vô số banner. Hình ảnh CR7 cùng khẩu hiệu Viva Ronaldo được đồng thanh cất vang. Trên khán đài, vị huấn luyện viên huyền thoại Alex Ferguson tươi cười, còn mẹ Ronaldo bật khóc vì xúc động. Khoảnh khắc huyền thoại số 7 ăn mừng theo tiếng siêu của người hâm mộ đã chạm đến từng dây neuron thần kinh của Red Devils, như một lời khẳng định về tầm vóc và vị thế của chân sút sinh năm 1985. Nhưng bóng đá như cuộc sống, thật quá khó để lường trước tương lai. Ai có ngờ rằng chỉ một năm sau cái ngày huy hoàng đó, Ronaldo đã chính thức nói lời chia tay với Manchester United theo một cách không thể đột ngột và thất vọng hơn. Để rồi chúng ta phải thở dài trong dòng cảm thán rằng CR7 và quỷ đỏ mãi mãi là cuộc tình dang dở. Ngày 27 tháng 8 năm 2021 trở thành một thời khắc lịch sử. Manchester United thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận với Juventus để tái ký hợp đồng với Ronaldo. Thương vụ chuyển nhượng được cho là có giá trị ban đầu là 12,85 triệu bảng, có thời hạn 2 năm cộng với tùy chọn gia hạn hợp đồng thêm 1 năm được công bố vào ngày 31 tháng 8. Thời điểm đó, một nửa thành phố Manchester mừng như mở hội. Các Red Devils chờ ngày đứa con cưng của họ trở về quá lâu rồi, và giờ nguyện ước đó đã trở thành hiện thực. Tuyệt vời hơn khi Ronaldo được trở lại mang chiếc áo số 7 huyền thoại sau khi Edinson Cavani đồng ý chuyển sang số áo 21. Tiền đạo người Bồ Đào Nha ngay lập tức tạo cơn địa chấn tại Old Trafford. Doanh số bán áo đấu trong 24 giờ đầu tiên của Ronaldo được cho là phá kỷ lục mọi thời đại sau một thương vụ chuyển nhượng, vượt qua Lionel Messi sau khi anh chuyển đến Paris Saint-Germain trước đó. Ronaldo trong trận đấu đầu tiên tái xuất Manchester United với Newcastle ở Premier League ngày 11 tháng 9 năm 2021. Anh để lại màn trình diễn ngọt ngào bằng việc lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 trước trích chòe. Ngày 29 tháng 9, anh ghi bàn thắng ấn định tỷ số cuối cùng trong chiến thắng 2-1 của Man United trên sân nhà trước Villarreal tại Champions League, vượt qua Iker Casillas để trở thành cầu thủ có nhiều lần ra sân nhất giải đấu. Đến ngày 2 tháng 12, Ronaldo ghi hai bàn trong chiến thắng 3-2 trên sân nhà trước Arsenal tại Premier League, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi hơn 800 bàn trong sự nghiệp. Nhưng khi bước sang năm 2022, những dấu hiệu rạn nứt bắt đầu song hành với thành tích đi xuống của quỷ đỏ. Dẫu vậy nó không quá nghiêm trọng và Ronaldo vẫn tiếp tục tỏa sáng. Trong trận thắng 3-1 trước Brentford hồi tháng Giêng, Ronaldo gây chú ý với hành động vứt áo khoác, phản ứng vì bị huấn luyện viên Ralf Rangnick rút ra ở cuối hiệp 2. Thế nhưng sau đó anh lại tiếp tục đạt phong độ cao. Vào ngày 12 tháng 3 năm 2022, Ronaldo xác lập thêm một dấu mốc lịch sử nữa. Anh lập một cú hat-trick trong chiến thắng 3-2 trước Tottenham, nâng tổng số bàn thắng của anh lên con số 807. Anh được cho là người giữ kỷ lục về số bàn thắng ghi được trong bóng đá chuyên nghiệp, mặc dù Liên đoàn bóng đá Cộng hòa Séc lập luận rằng Joseph Bican đã ghi được 821 bàn thắng. Vào ngày 16 tháng 4, anh ghi hat-trick thứ 50 cho cấp độ câu lạc bộ sau chiến thắng 3-2 trước Norwich City. Một tuần sau, Ronaldo ghi bàn thắng thứ 100 tại Premier League trong trận thua 1-3 trước Arsenal, dù cùng lúc đang phải trải qua nỗi đau cậu con trai qua đời. Anh được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Premier League vào tháng 4 và được bầu chọn vào đội hình xuất sắc nhất năm của ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Ronaldo đã tỏ ra thất vọng về việc MU kết thúc ở vị trí thứ 6 và chỉ đủ điều kiện tham dự Europa League. CR7 lần đầu tiên trắng tay kể từ năm 2010. Lối chơi của toàn đội không có gì mới mẻ, phong độ thất thường. Thông tin nội bộ quỷ đỏ rạn nứt rộ lên. Sự sa sút của thủ quân Harry Maguire, tiền vệ Bruno Fernandes cũng được cho là đi xuống sau sự xuất hiện của siêu sao người Bồ. Mùa hè rối ren 2022 đánh dấu khởi đầu bằng nốt trầm trong sự nghiệp của Ronaldo tại Manchester United sau khi bày tỏ mong muốn rời MU vì lý do anh đã không thể cùng đội bóng góp mặt tại Champions League và đành chấp nhận dự Europa League lần đầu tiên kể từ năm 2002 khi còn đá cho Sporting Lisbon. Ronaldo đã vắng mặt trong chuyến du đấu mùa hè của MU ở Thái Lan và Australia vì chuyện gia đình. Trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan, anh đã cho biết bé Bella đã bị ốm nặng và phải nằm viện cả tuần. Ronaldo nói ban lãnh đạo đã nghi ngờ anh ấy vì lý do con ốm và không hội quân đúng hẹn. Đồng thời, ở quãng thời gian ấy đã xuất hiện vô số tin đồn rằng Ronaldo cùng siêu cò Mendes đang giáo diết tìm bến đỗ mới, khiến CR7 bị gán mắc là kẻ bỏ chạy. Ông chủ của Chelsea là Todd Bowley được cho là muốn ký hợp đồng với anh. Nhưng huấn luyện viên của Chelsea lúc đó là Thomas Tuchel đã từ chối việc này.
và phi vụ chuyển đến Chelsea là không được diễn ra. Ronaldo chỉ bắt đầu thi đấu trở lại cho MU trong trận giao hữu gặp Rayo Vallecano ngay trước khi mùa giải mới diễn ra trên sân vận động Old Trafford, và một lần nữa CR7 lại gây bão. Chân sút từng 5 lần giành quả bóng vàng trở thành tâm điểm chỉ trích với hành động rời sân sớm khi trận đấu chưa kết thúc. Huấn luyện viên Ten Hag nói điều này là không thể chấp nhận được. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Piers Morgan, CR7 giải thích khi đó có 7 cầu thủ khác cũng về sớm, nhưng chỉ một mình anh bị nêu tên. Với việc vắng mặt trong thời gian tập huấn đầu mùa giải, Ronaldo đã đánh mất suất thi đấu chính thức trên hàng công của MU vào tay các tiền đạo khác và chỉ thường xuất hiện ở các trận đấu tại Europa League. Ronaldo khởi đầu mùa giải mới với cơn ác mộng khi Quỷ Đỏ thua 2 trận đầu. Ở trận thua thảm bại 0-4 trước Brentford ở vòng 2, tiền đạo kỳ cựu chơi trọn 90 phút trong lần duy nhất đá chính kể từ đầu mùa tới giữa tháng 10. Suốt 4 vòng đấu sau đó, anh ngồi dự bị, chỉ được tung vào sân ở hiệp 2. Lúc này người ta thấy dấu hiệu tuổi tác đã dần xâm lấn Ronaldo. Thể lực và tốc độ của anh đã không thể nào trở lại được thời kỳ đỉnh cao nữa. Điểm sáng hiếm hoi trong những ngày tháng ảm đạm của Ronaldo ở MU là bàn thắng đầu tiên của mùa giải từ chấm phạt đền trong trận đấu gặp Sheriff tại vòng bảng Europa League hồi tháng 9. Ronaldo ghi bàn thắng thứ 700 trong màu áo câu lạc bộ. Động tác ăn mừng khoanh tay mỉm cười của Ronaldo như mang đến hy vọng. Tuy nhiên 10 ngày sau đó, Ronaldo lại gây bão truyền thông khi từ chối vào sân thay người ở những phút cuối cùng trong trận đấu ngày 20 tháng 10. Trận MU thắng Tottenham Hotspur 2-0 trên sân Old Trafford và bỏ về trước khi trận đấu kết thúc. 2 ngày sau, MU thông báo phạt Ronaldo bằng việc loại anh ra khỏi đội hình trong chuyến đi tới London vào ngày 22 tháng 10 gặp câu lạc bộ Chelsea. Huấn luyện viên Erik ten Hag thừa nhận, việc Ronaldo từ chối vào sân thay người và bỏ về là nguyên nhân của việc bị phạt. Trên trang cá nhân, Ronaldo có bài viết thừa nhận bản thân nóng nảy nhưng không đưa ra lời xin lỗi. Hình ảnh huyền thoại một thời dần xấu đi trong mắt người hâm mộ. Trở lại sau án phạt, Ronaldo ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của đội nhà trước Sheriff tại Europa League. Anh cũng đá chính trong 3 trận đấu cuối cùng MU gặp West Ham, Aston Villa tại Premier League và Real Sociedad lượt cuối vòng bảng Europa League. Trong trận thua 1-3 trước Aston Villa ngày 6 tháng 11, Ronaldo nổi nóng, vật nhau với Tyson Mings bên phía Villa và phải nhận thẻ vàng. Đây cũng là trận đấu cuối cùng trong màu áo quỷ đỏ của anh, bởi 2 trận đấu tái ngộ Aston Villa ở vòng 3 Carabao Cup và Fulham ở Premier League, anh không có tên trong đội hình thi đấu với lý do bị ốm. Và rồi đỉnh điểm của vụ lùm xùm này đã đến ngày 13 tháng 11, khi MU giành thắng lợi trước Fulham với tỷ số 2-1 trong trận đấu cuối cùng trước khi ngoại hạng Anh nghỉ thi đấu phục vụ cho World Cup 2022. Cuộc phỏng vấn của Ronaldo bởi Piers Morgan được tung lên truyền thông. Trong buổi trò chuyện kéo dài 90 phút được chia làm 2 phần khi phát sóng, siêu sao sinh năm 1985 nói anh cảm thấy đã bị đội bóng phản bội. Anh thẳng thắn nói không tôn trọng huấn luyện viên Erik ten Hag vì anh không được tôn trọng xứng đáng. Ronaldo chê trách đồng đội cũ Wayne Rooney, Gary Neville, chỉ khen ngợi 3 đồng đội hiện tại, đó là Dalot, Martinez và Casemiro. Anh cũng nói MU không có sự phát triển về cơ sở vật chất và công nghệ suốt cả thập niên qua. Ronaldo chủ động tìm tới Piers Morgan thực hiện phỏng vấn ngay trước khi lên đường sang Qatar dự World Cup 2022 cùng tuyển Bồ Đào Nha. Cuộc phỏng vấn được coi là giọt nước tràn ly này khiến mối quan hệ giữa Ronaldo và Man United trở nên không thể cứu vãn. Chiều ngày 22 tháng 11 theo giờ London, Quỷ Đỏ ra thông báo đội bóng và siêu sao kỳ cựu đồng thuận chia tay trước thời hạn. Cuộc tái ngộ tưởng chừng như cổ tích của CR7 và nhà hát của những giấc mơ kết thúc theo cách cả hai đều không mong muốn. Và theo nhiều nguồn tin, Ronaldo đã từ chối khoản bồi thường 19 triệu euro của Quỷ Đỏ. Ronaldo khép lại giai đoạn 2 ở MU với 27 bàn thắng trong 54 trận, trung bình 0,5 bàn mỗi trận, tính cả thời kỳ đầu từ năm 2003 đến 2009. Anh chơi 346 trận cho Quỷ Đỏ, ghi 145 bàn, trung bình là 0,42 bàn một trận. Từ chàng trai 18 tuổi gầy gò thích khoe kỹ thuật, CR7 dần hoàn thiện bản thân cả về thể chất lẫn lối chơi, trở thành một sát thủ đáng sợ tại Old Trafford, là đứa con cưng của người hâm mộ Quỷ Đỏ cũng như Sir Alex. Trở lại sau những năm xa cách, Ronaldo được chào đón như một huyền thoại, nhưng cuối cùng anh đã phải rời đội bóng cuộc đời theo cách không kèn không trống. Dẫu cho những lùm xùm về Ronaldo cứ liên tục xuất hiện thì cho đến cuối cùng, những người hâm mộ bóng đá dù ghét anh vẫn không thể phủ nhận Cristiano Ronaldo là một phần tuyệt đẹp trong lịch sử của Quỷ Đỏ.